Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1132 gửi Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về việc quản lý cơ sở vật chất tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Theo đó, Bộ yêu cầu dừng khai thác, cho thuê toàn bộ phần diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai các dự án theo quy hoạch. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia có trách nhiệm chấm dứt các hợp đồng cho thuê, khai thác ngắn hạn hiện có và thu hồi lại mặt bằng. Ngày 26 tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thể dục Thể thao và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về việc điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Ngày 6 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có công văn số 2957 gửi Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về quản lý, sử dụng mặt bằng đất chờ thực hiện dự án tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia khẩn trương xử lý dứt điểm việc thu hồi lại mặt bằng đất chờ thực hiện dự án và báo cáo về Bộ trước ngày 30 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, đến mùng 1 tháng 8, đơn vị vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Bộ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và báo cáo Bộ kết quả thu hồi lại mặt bằng đất chờ thực hiện dự án trước ngày 15 tháng 8 năm 2018. Trong trường hợp Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tiếp tục chậm trễ trong việc thu hồi lại mặt bằng, thủ trưởng đơn vị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ.